2021, cơ quan chức năng huyện Tháp 10, Đồng Tháp cho hay đang làm rõ vụ học sinh bị bắt giữ ngay tại trường đem đi hành hung. Vụ việc xảy ra tại trường trung học phổ thông Cát Binh Kiều và trường trung học phổ thông Tháp 10, huyện Tháp 10 vào chiều hôm qua làm 3 em học sinh bị thương. Theo thông tin ban đầu, lúc tan trường, em NHB và DMT cùng học lớp 12 trường trung học phổ thông Đốc Binh Kiều vừa bước ra cổng trường thì bị một nhóm thanh niên rượt đuổi, dùng hung khí đe dọa và đưa lên xe máy chạy đi. Đến đoạn đường vắng, nhóm người lạ mặt này đánh vào đầu, cổ và tai của B và T, sau đó còn nắm đầu em T lôi xuống sông nhặn nước. Tương tự, B cũng bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh. Cũng trong chiều 23 tháng 2, em LVK, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Tháp 10, cũng bị nhóm thanh niên lạ dẫn đi và hành hung theo cách tương tự như hai em B và T. Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, em K bị chấn thương, vết thương ở vùng đầu, vùng bụng, có vết thương do bị vật nhọn đâm. Còn em B bị đa chấn thương vùng đầu, mặt và bàn tay. Lãnh đạo trường trung học phổ thông Đốc Binh Kiều cho biết đã phối hợp, cung cấp thông tin để phía công an vào cuộc điều tra.